Rồi bữa nay là nơi đi siêu thị tiếp. Rồi dì ba bé đi vô. Dì ba bé thẳng em lên chứ. Có mang nón cho nơi rồi mà trời đang mát. Nên là lấy xe đẩy nha để nó lên à. Đâu xe đẩy đâu? Ừ. À. Đâu nữa rồi, qua đây đây coi. Ơi. Rồi đi lấy sữa trước. Đây qua đây, qua đây. Bye bye đi nè. Ngừng lại cưng. Đó đó, đi đó đó. Nơi. Nơ. À. Đi thẳng xuống dưới gần gần cuối bên tay trái á. Rồi. Rồi rồi đúng rồi. Nơi. À út. Muốn cái nào? Cái đó hả? Vậy hả? Đâu đậu xanh cà đâu bữa nay nè. Đấy, đi. Ra lại gì ra? Đâu kiếm đậu xanh coi bên này nè bên đó. Đây. Coi nơi nè. Ê, rồi rồi ngồi dậy, rồi ngồi dậy. Nó cầm được xanh. À, lấy cái đó hả? Mày cầm này cho mà ốp nha. Rồi bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô sọt á. Đậu xanh. Của chị Hai dặn mua. Đây để em đi, để em đi. Người ta lựa bánh. Đâu nên lấy bánh coi. Em xích vô lấy bánh coi. Ôi ôi. Ôi ôi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi thôi chết rồi. Kỳ này ba thịt trả tiền chết luôn. Chết trả tiền chết. Trời ơi bốn thịt luôn. Nơi. Nơi. À trời vậy hả? Bây giờ có bông nè nên xích ra bông nha, xích ra đây. Đó. Trời ơi lấy bông. Ôi trời ơi lấy bông của người ta. Trời ơi lấy bông của người ta kìa. Thử đợi nó. Đâu lấy nó này coi. Nè coi nữa nè. Thích không? Thích không? Thích không? Gật đầu đi. À thích hả? Rồi đi nha, đi tiếp nha. Nó không mua gì hết, nó chỉ muốn ngồi xe đi vòng vòng vậy thôi. Đó. Đó. Nơi. Để lấy cháo nha. Cái này cho nơi nha. Rồi lấy, rồi lấy. Đây. Nó bỏ vô, nó bỏ vô ấy mà nó bỏ vào trật. À chị. Rồi ok lụm liền. Đó. Nơi, nó muốn ăn cái gì? Đây, đi theo mẹ nè. Đây. Đây nè. Ôi. Trời ơi. Đơn, đơn chết đi. Kìa cho nơi đẩy, cho nơi đẩy để xe kìa. Ồ. Đó. Ghê chưa? Ăn hả? Cho nơi đẩy xe đẩy coi nè. Nhạc nè. Không muốn trèo lên hả? Trèo lên hay sao? Nghịch của người ta. Người ta đền chết. Đây là nơ. Nơ thích đủ thứ hết. Nơ muốn ăn đủ thứ hết. Nơ lấy hết. À đòi xuống. Không được. Không xuống được. Để mẹ coi có cá hồi cho nơ không nha. Ừ đòi. Đòi. Coi có cá hồi không nha. Nơi chỉ à. Nơi. Xin chào. Thôi chỉ cái gì cũng chỉ hết. Đi tính tiền lên nó xếp hàng tính tiền.
Ừ, ôi lạ lắm quá.